Du hành thời gian, quay ngược thời gian là một khái niệm có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta. Khả năng này thường được khai thác thông qua những câu chuyện, những sự kiện thật lớn lao có thể ảnh hưởng đến sự sống của toàn nhân loại. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu năng lực này được sở hữu bởi một cô gái rất bình thường, với những mối quan tâm rất bình thường và còn có thể được cho rằng là hơi có phần ích kỷ? Hay cuộc đời của một con người bình thường xung quanh sẽ thay đổi ra sao chỉ bởi một hành động nhỏ hay một câu nói rất bình thường mà thôi? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được đề cập đến trong phần 1 của tựa game Life is Strange. Tựa game được ra mắt từ năm 2015, tuy nhiên, cho đến bây giờ và mãi sau này, những thông điệp mà nó muốn truyền tải có lẽ sẽ còn ám ảnh những người đã trải nghiệm tựa game này trong một khoảng thời gian rất dài. Vậy trong video này, hãy cùng DioMio đi khám phá câu chuyện của Max, một cô gái rất bình thường nhưng có một khả năng thật kỳ lạ. Đây là một tựa game áp dụng một thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm. Nó đơn giản là mỗi lựa chọn của bạn ở trong game có thể đưa đến những kết quả khác nhau cho những sự kiện sau đó. Vì vậy, rất có thể với mỗi người chơi khác nhau, mặc dù vẫn có chung một mạch truyện chính, chúng ta sẽ được trải nghiệm những sự kiện hay những lời thoại khác nhau. Tuy nhiên, mình xin phép được kể theo những lựa chọn mà mình cho rằng là hợp lý nhất. Thêm vào đó, video này sẽ gần như là tiết lộ 100% cốt truyện của tựa game này. Mình chỉ lược bỏ một số chi tiết mình cho là hơi dài dòng và gây buồn ngủ. Bạn nào muốn trải nghiệm tựa game này một cách trọn vẹn nhất thì có thể bỏ qua. Còn bây giờ thì hãy cùng nằm trên giường hoặc ngả lưng ghế và chúng ta bắt đầu trải nghiệm câu chuyện của Max ở trong Life is Strange. Câu chuyện bắt đầu khung cảnh Max, nhân vật chính của chúng ta thức dậy trong một cơn bão khủng khiếp. Cô cố gắng di chuyển tới ngọn hải đăng gần đó và chứng kiến một cơn lốc khổng lồ đang tiến vào và chuẩn bị phá hủy hoàn toàn nơi mà cô đang sinh sống, một thị trấn nhỏ nằm ở vịnh Arcadia. Sau đó thì cơn lốc này làm một con thuyền đánh thẳng vào ngọn hải đăng gần đó, khiến cho nó sụp đổ vào chỗ Max đang đứng. Ngay lập tức, cô tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong lớp học nhiếp ảnh của thầy Mark Jefferson, một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới. Và chính lớp học của ông tại đây cũng là lý do Max quay trở lại thị trấn này để theo học lại học viện Blackwell Academy. Và ở lớp học này, chúng ta đã biết đến sự tồn tại của Victoria, một cô nàng nhà giàu với tính cách đúng như những gì bạn thường thấy trong những bộ phim Mỹ, điệu đà, kiêu căng, sẵn sàng hạ nhục người khác để đề cao bản thân mình. Và Max chính là một trong những nạn nhân của Victoria. Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc, cô đến nói chuyện với thầy giáo của mình. Ông yêu cầu Max nộp một bức ảnh để tham dự cuộc thi nhiếp ảnh có tên là Everyday Heroes, hay là những người hùng thường nhật. Mặc dù đã có chụp, tuy nhiên do quá tự ti vào tác phẩm của mình, Max đã không dám đưa nó cho thầy và thay vào đó là ra khỏi lớp và đi vào nhà vệ sinh nữ để rửa mặt cho tỉnh táo. Trên hành lang, cô bắt gặp rất nhiều những tấm poster thông báo về việc một nữ sinh viên có tên là Rachel đã bị mất tích. Sau khi rửa mặt trong nhà vệ sinh thì Max đã quyết định xé bức ảnh mà mình đã định nộp để dự thi vì cô cho rằng nó chắc chắn sẽ không được giải. Ngay sau đó thì cô đã bắt gặp một khung cảnh có thể nói là độc đáo, một chú bướm màu xanh dương lọt qua khung cửa sổ và đậu vào một xô nước ở trong góc nhà vệ sinh. Max tin rằng đây là một khung cảnh tuyệt vời và cần được lưu giữ. Tuy nhiên, khi cô chụp xong bức ảnh này cũng là lúc một nam thanh niên mang tên Nathan, một cậu trai giàu có thuộc dòng họ danh giá Prescott, gia đình đã đóng góp rất nhiều tiền cho học viện Blackwell, bước vào và la hét trong nhà vệ sinh nữ. Ngay sau đó là một cô gái với mái tóc màu xanh dương nữa cũng lao vào. Khi đang nấp ở trong góc nhà vệ sinh, Max đã nghe một câu chuyện về cuộc trò chuyện của hai người và có vẻ như cô gái kia đang đe dọa Nathan một việc gì đó. Hai người cãi nhau và sau đó Nathan rút ra một khẩu súng. Và trong lúc giằng co thì Nathan đã bắn chết cô gái tóc màu xanh kia. Quá bất ngờ và kinh hãi, Max lao ra và hét lên. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, cô đã lập tức quay trở lại lớp học với tất cả những sự kiện, hành động và lời nói của thầy giáo cùng với các bạn cùng lớp y hệt như lúc trước. Và sau đó thì cô nhanh chóng nhận ra rằng mình đã sở hữu một loại năng lực đặc biệt, khả năng có thể quay ngược thời gian. Với năng lực này thì cô có trách nhiệm phải cứu sống cô gái tóc màu xanh kia. Ngay khi kết thúc giờ học, cô đã lập tức lao vào nhà vệ sinh, lặp lại những hành động ban đầu và cuối cùng là cứu sống được cô gái kia bằng cách kích hoạt hệ thống báo cháy, khiến cho Nathan phải hoảng hốt và bỏ chạy. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, một loạt sự kiện đã xảy ra và lúc này cô đã gần như khá thông thạo và biết rõ hơn được khả năng quay ngược thời gian của mình. Có vẻ như khả năng của cô lúc này chỉ có thể quay ngược thời gian trong khoảng thời gian ngắn và nếu như cố gắng quá sức thì Max sẽ bị chảy máu mũi và ngất đi. Khi cô đến phòng của mình ở ký túc để lấy chiếc USB trả lại cho một người bạn và sau khi lấy nó và đến được điểm hẹn thì cô đã bắt gặp người bạn cùng lớp của mình là Kate, đang bị trưởng phòng bảo vệ của trường quấy rối. Do không đủ can đảm để can thiệp, Max chỉ dám chụp lại bức ảnh và sau đó tới chỗ hẹn với Warren để trả lại chiếc USB. Và lúc này, Nathan xuất hiện. Biết được chuyện Max đã tố cáo anh ta sở hữu súng với thầy hiệu trưởng, Nathan tức giận và lao vào tấn công Max, nhưng rất may Warren đã cản và đánh nhau với Nathan. Cùng lúc đó, cô được giải cứu bởi chính cô gái tóc màu xanh mà cô đã cứu sống ở trong nhà vệ sinh nữ. Sau khi hai người trò chuyện thì Max mới nhận ra rằng đó chính là Chloe, người bạn thân thời thơ ấu của cô. Hai người trò chuyện vui vẻ trên khắp quãng đường lái xe đến nhà của Chloe và tại đây, Max đã biết được hai chuyện. Đầu tiên, đó chính là Chloe chính là người bạn thân của Rachel, cô gái đã bị mất tích và Chloe cũng chính là người đã dán các poster khắp trường học.
Chloe kể về chuyện Rachel chính là người đã giúp cô vượt qua những khó khăn khi mà Max, người bạn thân nhất của mình, rời khỏi thị trấn mà chẳng thèm gọi điện hay liên lạc với cô. Lúc này, thông qua câu chuyện của hai người, chúng ta cũng biết thêm nhiều điều hơn về cuộc sống bất hạnh của Chloe. Bố cô bị mất trong một tai nạn xe hơi, người bạn thân nhất thì lên thành phố sống, và mẹ thì bước thêm bước nữa, và cô thì phải sống chung với ông ta. Chính vì những yếu tố này đã tạo nên một Chloe nổi loạn, khiến cho Max còn suýt nữa không nhận ra người bạn thời thơ ấu của mình. Điều tiếp theo mà cô phát hiện ra đó chính là cha dượng Chloe là David, hay cũng chính là trưởng phòng bảo vệ của học viện Blackwell. Ông ta cũng chính là người đã quấy rối Kate. Và thông qua lời kể và những sự việc xảy ra trong nhà, Max đã cho rằng David không chỉ là một người khó tính, đạo đức giả mà còn là một kẻ hơi có phần biến thái khi ông ta lắp đặt camera trong cả nhà riêng của mình và cả rất rất nhiều những vị trí ở trong học viện. Và lúc này, Max cũng khám phá ra tại sao ông ta lại quấy rầy Kate như vậy, vì thông qua camera giám sát, David đã nghi ngờ rằng Kate đang che giấu một thông tin gì đó rất mờ ám. Sau khi bị David phát hiện và la mắng do tin rằng Max và Chloe đã rủ nhau hút cỏ ở trong nhà, thì Chloe đã rủ Max trốn ra ngoài. Họ cùng nhau đến một ngọn đồi nơi mà Max nhanh chóng nhận ra rằng chính là ngọn đồi có ngọn hải đăng trong viễn cảnh mà cơn bão mà cô đã nhìn thấy. Chloe đã kể cho Max nghe mọi chuyện về rắc rối của cô và Nathan, rằng hắn ta đã đánh thuốc cô và cô đã may mắn thoát được như thế nào. Chloe đã tống tiền Nathan rằng nếu như hắn ta không trả cho cô một khoản tiền lớn để cô có thể thanh toán được món nợ của mình, thì cô sẽ báo cảnh sát về hành động đánh thuốc kia. Vậy là đây cũng chính là lý do tại sao mà Nathan hoảng hốt và đã giết chết Chloe trong nhà vệ sinh ở trong dòng thời gian lúc đầu game. Khi đang ngồi nghe Chloe kể chuyện thì bỗng nhiên Max lại rơi vào viễn cảnh mà cô đã thấy, cơn bão với hình ảnh lốc xoáy khủng khiếp đang di chuyển vào vịnh. Và thông qua một tờ báo gần ngọn hải đăng cô đã phát hiện ra thì tờ báo này được xuất bản vào ngày 11 tháng 10, tức là 4 ngày sau. Và Max bỗng nhiên quay trở lại thời điểm hiện tại, có vẻ như cô đã bị bẵng đi một lúc. Lúc này cô bắt đầu hoảng hốt và nghi ngờ về việc chính năng lực của mình đã gây ra cơn bão khủng khiếp kia. Cô kể cho Chloe nghe về sức mạnh của mình và làm thế nào mà Max đã dùng sức mạnh đó để quay ngược thời gian và cứu sống Chloe ở trong nhà vệ sinh. Nhưng tất nhiên không đời nào Chloe tin vào chuyện đó và cô cho rằng Max đang phê cân. Tuy nhiên, ngay sau đó, một sự kiện rất lạ đã xảy ra. Tuyết bắt đầu rơi giữa thời tiết 26 độ C trên vịnh Acadia. Và đây cũng là thời điểm gần như kết thúc một ngày dài nhất trong cuộc đời của Max từ trước đến giờ. Một ngày với những khoảnh khắc mà cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Max, start from the beginning. Tell me everything. Sáng hôm sau, Max và Chloe rủ nhau ra quán Two Wheels, nơi mà mẹ Chloe đang làm việc. Tại đây, cuối cùng thì Max cũng đã thuyết phục và chứng minh được cho cô bạn của mình rằng cô sở hữu năng lực quay ngược thời gian thật. Và Chloe đã thực sự phát cuồng và kinh ngạc về siêu năng lực này. Cô đã dẫn Max đến một bãi phế liệu mà cô nói rằng đây là căn cứ bí mật của Chloe. Và Chloe cũng đã khoe với Max về khẩu súng mà mình đã ăn trộm được trong kho của David, hay cũng chính là cha dượng của cô. Lúc này Chloe thử nghiệm năng lực của Max bằng cách nhờ cô giúp bắn trúng các chai thủy tinh được đặt làm mục tiêu. Và trong lúc chơi đùa thì do sử dụng năng lực của mình có phần quá mức, Max đã bị chảy máu mũi và ngất đi. Lại một lần nữa, viễn cảnh của cơn bão thoáng hiện ra trong tâm trí cô. Sau khi tỉnh dậy thì Chloe đã đưa cho Max khẩu súng và bảo cô tập bắn. Thì ngay lúc đó Frank, chủ nợ của Chloe, xuất hiện và đòi nợ cô. Bất ngờ thì cô nhìn thấy Frank đeo chiếc vòng tay của cô bạn thân Rachel đang bị mất tích. Hai người đã xảy ra cãi vã và xô xát. Max chứng kiến ông ta dí dao đe dọa bạn mình và sau đó thì cô đã dùng súng để chĩa vào phía Frank và dọa sẽ bắn. Tuy nhiên, khẩu súng lúc này đã không còn đạn nữa. Ông ta rời đi và nói rằng thứ 6 này là hạn chót để Chloe trả tiền cho ông ta. Ngay sau đó thì Chloe rủ Max ra đường tàu chơi và khi hai người đang nằm trên đường ray trò chuyện thì lại một lần nữa Max bị rơi vào viễn cảnh cơn bão. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra rằng chân Chloe đang bị mắc vào đường ray và không thể rút ra được. Và ngay lúc đó thôi, có một đoàn tàu đang lao tới vận tốc rất nhanh. Tuy nhiên, một lần nữa, Max lại sử dụng năng lực của mình để cứu Chloe thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Khi quay trở về trường, sau khi gặp cậu bạn Warren ở trong phòng thí nghiệm, Max đã quay trở lại hành lang và bắt gặp thầy giáo bộ môn nhiếp ảnh Jefferson đang có cuộc tranh luận với Kate. Và khi Max đến gần thì Kate đã chạy ra ngoài. Và sau đó thì Max đã có một cuộc trò chuyện với thầy giáo về Kate, thì cuộc trò chuyện này đã bị gián loạn bởi một cuộc điện thoại của thầy giáo. Và trong cuộc trò chuyện này thì có vẻ như cả trường đã đều biết đến video đáng xấu hổ của Kate. Và đây cũng chính là video mà cô đã kể với Max lúc sáng. Cô kể về buổi tiệc mà được tổ chức bởi nhóm Vostex khi mà cô chỉ mới nhấp môi một chút rượu mà thôi nhưng đã nhanh chóng cảm thấy nôn nao và chóng mặt. Nathan chính là người đã bảo sẽ đưa cô vào bệnh viện và trong cơn mê man thì Kate đã tin đó là sự thật. Tuy nhiên sáng hôm sau thì cô lại tỉnh dậy ở bên ngoài phòng ký túc của cô. Video mà Kate lo lắng ở đây có vẻ như là hình ảnh của cô gần như là đang thác loạn cùng với các thành viên của hội Vortex, mặc dù không rõ những hình ảnh này như thế nào, nhưng nó rõ ràng là không phù hợp với cô gái theo đạo như là Kate. Và tất nhiên thì Victoria là người đã ghi lại những hình ảnh này và cô chính là người đã phát tán những hình ảnh đó lên mạng Internet. Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi mà Max đang ở trong lớp học bộ môn nhiếp ảnh, thì một cậu nam sinh viên đã có mặt ở cửa lớp và thông báo cho mọi người trong lớp về một thứ điên rồ đang xảy ra ở ký túc. Tất cả mọi người chạy ra khỏi lớp và trong đó cả Max, thì lúc này cô đã chứng kiến việc Kate đã đứng trên nóc nhà của ký túc và nhảy xuống.
Max đến đúng lúc Kate đã nhảy xuống và chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất. Quyết tâm không để bạn mình phải chết một cách tức tưởi, cô đã sử dụng khả năng quay ngược thời gian của mình. Nhưng như chúng ta đã biết thì khả năng của Max chỉ có giới hạn và cô không thể quay ngược ra xa hơn được nữa. Mặc dù biết vậy, nhưng Max đã cố hết sức để cứu bạn mình. Điều kỳ diệu đã xảy ra, hóa ra khả năng của cô còn có thể tạm ngừng cả thời gian nữa. Cô cố gắng di chuyển lên tầng thượng để cứu Kate. Tại đây thì cô đã cố gắng thuyết phục được Kate khỏi việc tự tử và tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn, Kate có thể sống hoặc chết. Lúc này thì do đã dùng quá nhiều năng lực, thế nên Max không thể quay ngược lại thời gian được nữa. Thế nên cho dù những lựa chọn của bạn có dẫn đến cái chết của Kate đi chăng nữa, thì Max cũng không thể sửa sai. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi theo hướng Max không thể cứu được Kate và cô đã tự tử. Có vẻ như ông hiệu trưởng lúc này đã không thể làm ngơ được nữa. Ông ta triệu tập những thành viên cốt cán của trường, trong đó có cả Max và Nathan. Nathan thì bị tra hỏi về việc Kate đã tham gia bữa tiệc của Voltech do Nathan đứng đầu như thế nào. Còn Max thì bị tra hỏi về cuộc trò chuyện của cô với Kate ở trên mái nhà. Lúc này thì trong đầu Max xuất hiện 3 câu trả lời khác nhau. Thứ nhất là đổ tội cho David, thứ hai là đổ tội cho Jefferson và thứ ba là đổ tội cho Nathan. Tất nhiên, do quá tức giận vì những gì mà Nathan đã từng làm với bạn mình, lựa chọn thứ ba có vẻ như là hợp lý hơn cả. Cô đã kể về việc Nathan đã đánh thuốc Kate như thế nào và không quên nhắc lại về việc Nathan đã có sử dụng súng trong nhà vệ sinh. Tất nhiên, anh ta đã chối bỏ bằng mọi cách, nhưng lúc này thì David cũng đứng ra sẽ nhận làm chứng cho những hành động của Nathan. Và ngay khi hiệu trưởng nói rằng sẽ đình chỉ Nathan, thì thầy Jefferson đã nói rằng Max và Nathan nên được nghỉ ngơi và không nên bị tra hỏi thêm nữa sau thảm kịch vừa rồi. Chiều hôm đó, khi ngồi trò chuyện với Warren, hai người đã nhìn thấy một khung cảnh rất lạ. Đó là nhật thực mà không hề được thông báo trước trên TV hay báo đài. Lúc này thì Max đã cảm thấy bắt đầu lo lắng và một phần nào đó cô cảm thấy mình có một chút gì đó sợ hãi với sức mạnh mà mình đang sở hữu. Một không khí tang thương và đau buồn bao trùm đến thị trấn nhỏ của Vịnh. Mỗi một người trong cuộc đời của Kate sau khi chứng kiến cái chết của cô đã có thay đổi trong suy nghĩ và cả hành động. Buổi tối hôm đó, Max và Chloe đã cùng nhau đột nhập vào học viện để tìm bằng chứng về thứ bí ẩn đang đe dọa các sinh viên của học viện. Mặc dù đã gặp một số rắc rối và khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã đột nhập được vào phòng của ông hiệu trưởng. Và tại máy tính của ông ta, họ đã tìm ra một loạt các bằng chứng về gia đình Nathan đã hối lộ nhà trường như thế nào. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, họ đã phát hiện ra một bức ảnh khá trừu tượng với tựa đề Rachel ở trong phòng tối, lặp đi lặp lại. Mặc dù không ngừng nghi ngờ, nhưng hai người đã rời đi và trước khi ra khỏi trường, họ còn tranh thủ chơi đùa bể bơi của học viện. Đây có lẽ là một trong những khoảng khắc bình yên và tĩnh lặng hiếm hoi của Max trong vòng 2 ngày gần đây. 2 ngày có thể tóm tắt được bởi 2 từ: hỗn loạn. Mặc dù suýt bị phát hiện bởi bảo vệ của trường, nhưng cuối cùng hai người cũng đã thoát khỏi được và trở về căn phòng của Chloe. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, một sự kiện đã chứng minh rằng chỉ có trong vòng 2 ngày thôi thì Max đã thực sự thay đổi. Từ một cô gái nhút nhát và luôn luôn an toàn, cô đã dám hôn Chloe khi được thách thức. Max cũng mặc quần áo Chloe và cảm thấy khá thích thú với nó. Hiện tại thì đã là ngày thứ 3 kể từ khi Max có năng lực. Ngày đầu tiên là tuyết rơi, ngày thứ hai là nhật thực và ngay buổi sáng ngày thứ ba hôm đó thôi, Max đã chứng kiến một sự kiện lạ nữa. 3 chú chim không hiểu tại sao đã chết và nằm thành một hàng ở sân vườn nhà Chloe. Và trong một bữa sáng với mẹ Chloe, bà đưa cho Max một bức ảnh được chụp bởi người bố đã mất, trong đó là hình ảnh của cô và Max hồi còn là thiếu niên. Chloe nhìn lúc đó rất khác, không nổi loạn, không bất cần, không buồn bực như bây giờ. Mẹ cô kể rằng bức ảnh đó gần như là khoảnh khắc cuối cùng mà Chloe thật yêu đời và vui vẻ vì nó được chụp ngay trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn đã cướp đi người cha mà cô yêu quý. Max vào nhà kho của David, cố gắng truy cập vào máy tính của ông ta và cô đã phát hiện ra việc David đã lưu lại rất nhiều thông tin về các nữ sinh viên, trong đó có cả Kate, Max và Rachel. Và trong file của Rachel, cô đã phát hiện ra một bức ảnh Frank đang hẹn hò với Rachel. Sau đó thì Max đã kể cho Chloe và cùng cô đến nơi mà Frank đang sống, thứ mà là một chiếc xe kéo. Bằng năng lực của mình, Max đã trộm được chiếc chìa khóa xe và đột nhập vào đây. Tại đây, hai người đã phát hiện ra một số bằng chứng về mối quan hệ giữa Frank và Rachel. Và có vẻ như hai người đang yêu nhau thật. Rachel thì không hề nói cho Chloe về chuyện này. Và nó thực sự khiến cho Chloe nổi giận. Sau khi cãi nhau với Max, Chloe đã đưa Max về ký túc và bỏ đi. Tại phòng của mình, khi nhìn vào bức ảnh chụp chung của hai người, Max đã phát hiện ra một khả năng về siêu năng lực của mình. Đó chính là cô có thể nhìn vào một bức ảnh và sau đó quay ngược lại thời gian trở về thời điểm đó. Và lúc này thì Max đã quay trở lại vào ngày mà William hay bố ruột của Chloe xảy ra tai nạn. Và sau khi chụp xong bức ảnh cho hai người thì ông đã phải lấy xe đi để lấy nguyên liệu cho quán. Max lúc này trở về là một cô bé 13 tuổi. Cô rất yêu quý William và cô hiểu rằng chính tai nạn của William đã thay đổi con người Chloe một cách đáng sợ như vậy. Cô tin rằng nếu như bố Chloe còn sống thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Và thế là cô đã cố gắng cứu William bằng cách giấu chìa khóa của ông đi. Và quả thực thì William đã được cứu sống. Max thật sự rất vui mừng vì nghĩ rằng mình đã giải quyết được mọi chuyện và Chloe sẽ mãi mãi vui vẻ như trước kia. Nhưng cô không hề hay biết, cô đã tạo ra một dòng thời gian kinh khủng hơn rất nhiều so với trước đây.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, lúc này trong dòng thời gian mới, cô đã nhận ra rằng mình đang ngồi cạnh các thành viên khác của nhóm Vortex. Và có vẻ như ở dòng thời gian này thì Victoria là bạn thân nhất của cô. Và Max nhanh chóng lên xe buýt do David, lúc này là tài xế chứ không phải là bảo vệ trường điều khiển, tới nhà Chloe. Trên đường đi thì một cảnh tượng kỳ lạ nữa lại xuất hiện, ba con cá voi khổng lồ chết và giạt vào bờ biển của vịnh. Khi đến nhà Chloe thì Max nhận ra William thật sự còn sống và cô nói rằng mình muốn gặp Chloe. Và khi gặp cô bạn thân của mình thì Max phải chứng kiến một cảnh tượng rất kinh khủng. Chloe lúc này đã bị liệt toàn thân do trải qua một vụ tai nạn xe hơi. Và cô cũng kể cho Max rằng gần như toàn bộ tiền bạc và tài sản của gia đình đã bị tiêu tốn để chữa trị cho cô. Quá đau khổ và thất vọng vì bản thân đã trở thành một gánh nặng cho gia đình, Chloe đã nhờ Max giúp mình có thể chết. Việc lựa chọn giúp hay không là phụ thuộc ở người chơi. Lúc này thì Max vẫn nhận ra rằng việc cô cứu William khỏi cái chết thậm chí còn làm cho cuộc đời của Chloe trở nên tồi tệ hơn. Và cô đã quyết định quay ngược thời gian, quay trở lại thời điểm mà cô 13 tuổi và không ngăn cản William nữa. Và thế là William vẫn lái xe đi và đã bị tai nạn. Mặc dù rất đau khổ, nhưng đối với Max, Chloe quan trọng hơn. Và ít nhất ở trong dòng thời gian này, Chloe vẫn còn được sống một cách đúng nghĩa. Khi quay trở lại dòng thời gian cũ, hai người tiếp tục điều tra về việc Rachel bị mất tích và cái chết của Kate. Họ đã quay trở lại chiếc xe của Frank để tìm thêm bằng chứng. Tại đây, do xảy ra cãi vã, Chloe đã bắn chết Frank và con chó của ông ta. Tuy nhiên sau đó thì Max đã quay ngược thời gian và ngăn Chloe làm điều mà cô sẽ phải hối hận. Mặc dù vậy thì Frank vẫn tấn công hai người và trong lúc giằng co thì Chloe đã vô tình đâm con dao của hắn đang cầm vào đùi của hắn ta. Và trong lúc quá đau đớn như vậy thì Frank đã đưa cho Max mật mã quyển sổ của hắn. Và thông qua những bằng chứng đã thu thập được từ trước đến nay từ rất nhiều nguồn, họ đã phát hiện ra một địa điểm, đó là một trang trại rất đáng ngờ mà Nathan thường lui tới. Tại đây, họ đã tìm thấy một phòng tối bí mật ở phía bên dưới, bên trong chứa rất nhiều các trang thiết bị phục vụ cho việc nhiếp ảnh. Và kèm với đó là cả một tủ đựng rất nhiều các tập hồ sơ về các cô gái khác nhau, và tất nhiên trong đó có cả Rachel, Kate và Victoria. Và trong những tập hồ sơ này, họ đã phát hiện ra những bức ảnh đen trắng của những cô gái này trong tình trạng say thuốc. Một trong số chúng là bức ảnh Rachel có vẻ như đã chết và xác của cô đang nằm trên bãi phế liệu. Hai người nhanh chóng di chuyển ra bãi phế liệu và đào bới. Kết quả thật bất ngờ và đáng kinh ngạc, họ tìm ra xác chết của Rachel. Quá đau khổ và tuyệt vọng khi phát hiện ra người bạn thân nhất của mình đã chết, Chloe bắt đầu bật khóc. Và dường như để trả thù cũng như tìm hiểu về cái chết của bạn mình, hai người đã quyết định đột nhập vào bữa tiệc mang tên là Ngày Tận Thế được tổ chức bởi nhóm Vortex. Và Max không hề biết rằng Chloe vẫn mang theo khẩu súng mà đã ăn trộm được của David. Và vào buổi tối này, trên bầu trời lúc này tồn tại hai mặt trăng cạnh nhau, một hiện tượng lạ thứ năm mà Max đã bắt gặp sau khi có siêu năng lực. Trong buổi tiệc này thì thầy Jefferson đã công bố Victoria chính là người vô địch cuộc thi nhiếp ảnh Everyday Heroes. Và sau khi rời khỏi bữa tiệc thì Chloe đã nhận được một tin nhắn từ Nathan nói rằng hắn tạm xóa mọi bằng chứng liên quan đến cái chết của Rachel. Hai người nhanh chóng đến khu phế liệu nhanh hết mức có thể và họ nhận ra xác của Rachel vẫn còn ở đó. Bỗng nhiên thì Max bị một ai đó tiêm thuốc vào phía sau gáy và trở nên mê man, không sử dụng được năng lực của mình. Trong cơn mê, cô đã thấy Chloe bị bắn chết. Chloe! Look out! What the fuck? Và người bắn chết Chloe cũng như tiêm thuốc vào Max không ai khác đó chính là giảng viên bộ môn nhiếp ảnh Mark Jefferson, thần tượng của Max. Sau đó thì Max tỉnh dậy trong căn phòng tối phía bên dưới nông trại và tại đây thông qua một bức ảnh và sử dụng năng lực của mình, cô đã khám phá ra việc Jefferson làm với mình. Hắn ta đánh thuốc cô và chụp những bức ảnh của cô trong trạng thái tê liệt. Sau đó thì cô quay trở lại thời điểm hiện tại, cô đã phát hiện ra Victoria cũng bị bắt và trói ngay bên cạnh. Max tiếp tục sử dụng siêu năng lực của mình để quay ngược thời gian tới thời điểm mà cô mặc dù vẫn bị trói nhưng có thể trò chuyện được với Jefferson. Sau đó cô phát hiện ra rằng hắn ta là một tên bệnh hoạn, cuồng nhiếp ảnh đến mức sẵn sàng làm hại cả chính sinh viên của mình để chụp những bức ảnh bệnh hoạn mà hắn ta coi rằng là nghệ thuật. Và hắn ta cũng đã thao túng và giết chết Nathan để thực hiện mục đích của mình. Và thật may mắn lúc này thì Max đã phát hiện ra bức ảnh selfie cô chụp mình vào thời điểm mở đầu của game khi cô đang ngồi trong lớp học nhiếp ảnh của Jefferson và trước khi mọi thảm họa xảy ra. Quay trở lại thời điểm này, Max đã nhanh chóng nhắn tin cho David rằng Jefferson chính là người đứng sau mọi chuyện và ông ta chính là mối nguy hại cho các sinh viên. Đồng thời, cô cũng nộp bức ảnh của mình cho hắn để tham dự cuộc thi Everyday Heroes. Vậy là trong dòng thời gian mới này, Jefferson đã bị cảnh sát bắt và tất nhiên hắn ta sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Kate và Chloe đã không phải chết và Max đạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh Everyday Heroes. Cô bay tới San Francisco cùng với thầy hiệu trưởng để tham dự một triển lãm tranh nổi tiếng. Và thông qua tin nhắn của Chloe, cô cũng biết rằng Chloe vẫn còn sống. Và lúc này thì Max đã nghĩ rằng mọi chuyện đã thực sự ổn và cô đã cứu được tất cả mọi người. Khi đang nhìn ở bức ảnh của mình một cách đầy tự hào được treo trang trọng ở trên tường, thì cô lại một lần nữa rơi vào viễn cảnh cơn bão và nghe thấy tiếng hét của Chloe.
Ngay sau đó, khi kiểm tra điện thoại, Max nhận ra rằng nó đang thực sự xảy ra tại thị trấn của cô và cô nghe thấy tiếng la hét của Chloe. Và cô đã nhận ra rằng mình đã không hề sửa chữa một cái gì cả và thậm chí còn làm mọi chuyện tệ hơn. Và rồi cô dùng năng lực của mình để quay trở về thời điểm mà cô đã chụp bức ảnh tham gia dự thi. Max quyết định xé tan nó ngay khi chụp xong và lúc này thì một dòng thời gian mới đã xuất hiện. Jefferson không hề bị bắt và Max lại thấy mình bị trói ở trong căn phòng của hắn ta. Và khi hắn ta đang định tiêm cho cô liều thuốc cuối cùng thì David đã bước vào với một khẩu súng. Bằng sự trợ giúp bởi năng lực của Max và thông qua vô số lần tua ngược, David đã đánh Jefferson bất tỉnh. Và cho đến lúc này thì Max mới thực sự hiểu được David rằng tất cả mọi chuyện ông làm đều để bảo vệ những học sinh của mình học viện, trong đó có cả Max và con gái của vợ mình là Chloe. Are you all right? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Chloe is dead. This isn't happening. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you? Yes, I saw her. I saw a Jefferson killer in the junkyard last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! David, wait! Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better go outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Ở dòng thời gian này, Chloe vẫn bị bắn chết. Và lại một lần nữa, Max muốn quay ngược lại thời gian để sửa sai. Nhưng Jefferson đã đốt mất bức ảnh của cô và cô không thể quay lại thời điểm đó nữa. Cô nhớ ra rằng Warren có chụp một bức ảnh xảy ra vào cái đêm trước bữa tiệc của nhóm Vortex. Cơn bão lúc này đã bắt đầu và tấn công vào vịnh. Trên đường lái xe đến quán Two Wells, Max đã kiểm tra hộp thư thoại và nghe được lời cảnh báo của Nathan về Jefferson. Anh ta cũng đã xin lỗi về cái chết của Rachel, rằng anh ta hối hận như thế nào và anh ta đau khổ vì bị người khác lợi dụng ra sao. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry.
Khi đã tới được quán, cô đã thấy phần nào của thị trấn đã bị phá hủy, và sau khi nhận được bức ảnh selfie của Warren chụp hai người vào buổi tối của bữa tiệc, ngày tận thế được tổ chức bởi nhóm Vortex, cô đã quay trở lại thời điểm đó và kể cho Chloe nghe mọi chuyện sẽ xảy ra nếu như họ đi tới khu phế liệu, rằng Jefferson là kẻ điên và hắn ta đã lợi dụng và giết Nathan như thế nào. Mặc dù vậy, Chloe nhất quyết không nghe và vẫn rời đi. Tất nhiên thì với năng lực của mình, Max đã quay ngược thời gian rất nhiều lần để tìm cách thuyết phục được Chloe. Và cuối cùng thì Chloe cũng tin cô. Nhưng khi họ tỉnh dậy trong dòng thời gian mới, hai người đã đứng trước cơn lốc xoáy khổng lồ đang chuẩn bị tiến vào và phá hủy toàn bộ vịnh. Max nói rằng đây là lỗi của cô do cô đã sử dụng năng lực của mình quá nhiều lần để thay đổi dòng thời gian để cứu Chloe khiến cho thảm họa này xảy ra. Chloe lúc này đã hiểu ra mọi chuyện và cô nói rằng mạng sống của mình không xứng đáng với tất cả những cư dân khác của vịnh, rằng Max phải lựa chọn cứu vịnh thay vì cứu Chloe. Điều đó có nghĩa là cô phải để cho mọi thứ xảy ra như lúc đầu, Chloe phải bị bắn chết ở trong nhà vệ sinh. Và sau đó thì cô đưa cho Max bức ảnh con bướm mà Max đã chụp được ở trong nhà vệ sinh ở đoạn đầu của game. Và với bức ảnh này thì Max hoàn toàn có thể quay lại thời điểm đó, cô phải lựa chọn một trong hai giải pháp. Một là cứu Chloe và tất cả mọi người ở vịnh sẽ chết. Và hai, đó là hy sinh mạng sống Chloe, người bạn thân nhất của cô từ trước cho đến giờ. Max, it's time. Chloe, I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max, but we have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Và nếu như các bạn đã xem đến đây thì thực sự có lẽ đã thấy hơi mệt mỏi vì video này khá là dài rồi, mình sẽ không nói thêm gì nhiều nữa. Ở video kế tiếp thì rất có thể chúng ta sẽ có một video phân tích về những chi tiết cũng như sự kiện nổi bật trong toàn bộ phần 1 của tựa game này.
Và nếu như các bạn muốn theo dõi nó thì đừng quên bấm đăng ký cũng như bấm thông báo kênh DioMio. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay và thực sự hấp dẫn thì bấm nút like và chia sẻ nó nhé. Và chẳng hạn như mà các bạn cảm thấy nó vớ vẩn thì bấm nút dislike để cho mình cải thiện cho những video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.